tại vũ trường Babies vào tối thứ Bảy ngày 30 tháng 3 với nam ca sĩ Kasim Hoàng Vũ và nữ ca sĩ Ánh Minh sẽ đem đến quý vị một đêm ca nhạc và giao vũ thật trẻ trung, tươi mát và sống động cùng với dàn ca sĩ của vũ trường gồm có Như An, Tố Nhi, Trịnh Nhật Tuấn và Nhật Khoa. Phần điều khiển chương trình thật linh động do MC Nhân Trần đảm trách. Không khí về đêm sẽ càng nóng bỏng hơn với DJ Kenny Fresh. Giá vé mua trước chỉ có 15 Mỹ Kim, mua tại cửa thêm 5 Mỹ Kim. Vé có bán trước tại Chi Quán, Hương Giang Huế, Phương Mi Video, Bambi Video và nhà hàng Tao Ngộ. Vũ trường Baby, xin trân trọng, kính mời.